Nhà mình có quạt không? Cho thầy quạt. Mùng 6 tháng 6 âm lịch năm Đinh Tị, 2 giờ sáng. Ủa, cô này đại gia này. Cô này cũng là số rất hay. Thất sát chiều đầu tại ngọ, rất nhanh nhẹn, hoạt bát, mạnh mẽ. Không biết chồng có chịu nổi không? Mạnh mẽ quá. Sớm tiếp xúc với tiền tài, cũng có căn tu Phật, cũng thân cư phúc đức, cũng tử tế lo lắng cho họ hàng, cũng có vong theo. Cũng có vong theo luôn này. Cô này chưa hết tiền duyên đã đi lấy chồng. Chưa cắt tiền duyên đã đi lấy chồng. Tiền duyên theo. Chính vì thế nên là vợ chồng phải xung khắc. Và sang nếu mà chưa bỏ chồng ấy, sang năm là vợ chồng là trục trặc lắm. Người sang năm cũng hạn phá quân. Quả tu chưa. Nên là vợ chồng rất xung khắc vào sang năm. Chịu nhịn tí. Cô này đi kiếm tiền rất là dễ. Trước 32 thì khó, nhưng mà sau 32, 9 năm vừa rồi kiếm tiền rất dễ. Không biết làm nghề gì mà kiếm tiền dễ thế nhỉ? Làm nghề gì? Mà sao mức dữ là nó ra nhiều cái này? Mức như nước mà đổ dầu như kiếm hồn à? Kiếm hồn là đúng rồi. Nhưng vấn đề là tìm làm nghề gì mà kiếm được tốt này? Thầy nó kiếm là tài chỉ anh giữ sau. Dạ, thực sự luôn con là kiếm cơ văn. Con lên thầy vì sao thất sát tại bệnh? Nhưng mà rồi cũng mức nhưng mà rất là hiền lương một người rồi nha thầy. Hy sinh mà thương mà cảm thấy là đồng lòng với người ta chứ không phải là mình bôi nhỏ dành dở hay mình đá đổ hay là mình này cái nào là con có cái tâm linh nhân quả đó. Con cực kỳ sợ nhân quả mặc dù con làm cái nghề này nhưng cái cô mà lúc nãy mang đồ thầy ăn á, cô làm nghề đấy đó. Rất là đi tâm. Nhưng mà thầy nắn cô thì bây giờ cô mới giàu có thế. Này, con ra. Ngày xưa cô là khét tiếng. Khét tiếng là lố. Hiện giờ là con đang mắc nợ, đổ nợ, mắc nợ. Tại vì con làm nghề này tập dịch quá đi mà con đổ nợ, mắc nợ luôn. Con lại thầy đó, rồi mượn lại làm. Sợ mất nửa luôn, mất hết luôn. Giờ là ra trắng tay đó này. Sau này có được lại không thầy? Thế là cô này á là thứ nhất là thân cư phúc đức. Thấy người mà hay làm việc từ thiện tốt bụng, thầy đồng ý, chuyện đấy là đương nhiên. Nhưng mà sao thiên phủ của cô này á, là cái sao nằm cung thiên di ấy, là nó gặp cái sao địa kiếp. Tức là tiền tài của mình vào không bền vững. Thì thiên phủ là kho tiền, gặp ngay thằng ăn trộm nó đang gặp cái két tiền của mình, thì có thể nó lấy. Thiên phủ chính là két tiền, kho tiền. Mà gặp địa kiếp là một cái thằng trộm rất là, nó rất dã man, nó rình rập, nó lấy mất của cô ấy. Và sang năm là cái năm rất xấu trong cái việc làm ăn của cuộc đời mình vì sang năm là gặp cái sao địa không xấu. Đấy. Và cô này thân cư phúc đức mà nên là khi mà mình thất bại có nghĩa là phần âm gia tiên đang có vấn đề. Trong lá số này thì vong thần và cô thần là cũng phúc đức nói lên là gia tiên bị cái linh hồn rất là mạnh quản lý và giữ. Giống như kiểu chúng ta sao vong thần là cũng không đức nó như vậy. Thế là khi thế là cả họ bị bại chứ không phải riêng mình. Cô này là cả họ bị chứ không phải mình cố là đang bị sụt. Cái này nó mang tính chất dòng họ chứ không phải mang tính chất cá nhân được. Đấy. Muốn giải được việc này thì muốn giải được việc này là phải làm cũng không đức. Alo. Ừ. 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 Chờ cho nó đi nhá. Được. À con gọi cho trợ lý của thầy nhé, hỏi các bạn số 80-85 nhé. Nên là nó liên quan đến phần âm của dòng họ. Dạ. Cái việc này là việc giải âm dòng họ. Chứ không phải có mình. Dạ. Chứ bản thân cô này rất thông minh sắc sảo. Thông minh sắc sảo và sớm tiếp xúc với tiền tài để có tâm tu Phật. Dạ. Đấy.
hay gặp những kẻ hay mất mát. Chứ thật ra cung nô bộc cô này không thể phải tệ quá đâu. Thiên đồng nó cung nô bộc chứ còn người tử tế hiện. Hả? Mà thầy nói đúng đó, bây giờ thầy mất mát này. Thì như chị con nó có cung mất mát lắm mất thì mà. Thì thiên phủ bị chết. Nghĩa là mất do cái phần âm, phần âm nhà mình chứ không phải do bản thân cô ấy. Cũng không phải là do cái người mà vay của cô là không tốt bụng. Mà số cô mất là do bị phần âm. Do cái dòng họ. Dòng họ. Chứ còn những người cô cho vay thì cũng là những người mà tử tế. Nhưng chả qua là họ bị vào cái tình thế và không thể trả cho cô này được. Chứ không phải là người ta cướp giật của cô ấy. Dạ. Con bao năm con đang không trụ lại, không lấy lại những gì con đã mất này. Bây giờ phải nói là thầy giải làm sao để cho con tốt được. Dạ. Chứ không phải là bao nhiêu năm nữa trụ được. Dạ. Vì sang năm là sang năm nó là rơi vào phá quân rồi. Sang năm là phá quân là hôn nhân còn đổ vỡ, vợ chồng còn bỏ nhau. Đấy. Trong lá số này cung chồng có sao phục minh quả tú, có nghĩa là sẽ thêm chồng khác hoặc là chồng sẽ gọi tình như này. Sao phục minh là cung chồng. Nên lúc đấy nó vận sau nó diễn tới là gia đình tan nát. Ở vận 42. Là chồng, anh chồng chỉ có hai đời chồng con á, con làm bé à, thế thì đúng rồi. Nhưng mà thì thầy coi cho con là cái tuổi sắp tới đây chồng con thật sự về thì chồng con làm việc nhà nước luôn, thì sắp tới đây chồng con có cái ngày đoàn tụ về con luôn, tại vì con với chồng con đến nhau với nhau 12 năm rồi, nhưng mà gia đình nhà lớn đang lịch sự, anh đang lịch sự nhà lớn, thì thầy coi là cái đoàn về hôn của anh bây giờ con là người giống như là hầu hạ chăm lo cho anh, tại vì bây giờ thì giờ con lên đây là cũng có một cái khi nhân viên là em con thì mình hỏi con đừng đi, còn con đây là con muốn coi thầy coi cho con với chồng con đoàn tụ lại, nhưng mà chồng con là không có xung khắc, con là tiện chồng con nhân viên đó thầy 56 tuổi thì coi cho con với vấn đề là ở đây là trong cái vận 42 là có một sự hôn nhân nó thay đổi. Yeah. Thì thay đổi, ví dụ mình chưa về với nhau thì nó sẽ thay đổi về với nhau. Yeah. Còn nếu mà đang ở với nhau thì nó tan. Yeah. Cái nữa là phục binh đóng cùng chồng, nghĩa là chồng đã từng một đời vợ, đó là đúng rồi. Đúng rồi, chính xác, đóng cái đời vợ là đứa thứ hai đó. Con là đứa thứ hai thầy. Mình có trai không? Con chưa có đứa nào, con không muốn lên thầy gọi cho con, sao chưa có đứa nào thầy. Thế à? Không có đứa nào thầy, thầy ơi, nếu có tiền trả thì cơ duyên có được đứa con. Nếu mà làm việc tốt, nếu mà sửa được thì sáng 11 âm lịch thì chẳng có bầu này, sáng năm có con. Ôi. Và đây là cơ hội cuối cùng. Cơ hội cuối cùng thôi này. Mà cái đầu có tụt, đậu tụt ngoài thôi. Nó chặt rồi nè. Tại vì cô này, cô không theo thiền duyên. Không cắt thiền duyên trước khi lấy chồng nên là đi vụn đận thôi. Thiền duyên theo cô này dữ lắm. Tháng 11 là có được một đứa này. Con gái thì cũng được. Lát thầy gọi thiền duyên đến chơi nha. Là thầy cắt cho con cái thiền duyên nó không mới được trọn vẹn với chồng con đó thầy. Biết có đứa con là ý thì nó hẹn này. Có tiền là nó tụ về lại đó thầy. Làm ăn đỡ lại xong này. Thế mới được. Thì con lên thầy là người cuối cùng rồi, con đi mấy chục người rồi, nó mai được nói. Thì có con lên không? Vì họ không có bỏ lên, mình không biết cái phận bản của mình. Thầy, chồng con là nhâm dần 56 tuổi. Dạ, sinh ngày 14 tháng 7 âm lịch. Thì thầy qua cái tuổi chồng con với con nghe này là thì như thầy nói là sang năm là có sự thay đổi về luôn nhà với con. Rồi lâu nay con cũng cầu nguyện Phật trời mẹ là phải duyên với con mà mấy năm nay. Ông này giỏi lắm, chồng cô này có tử vi thiên tướng không? Đúng rồi. Là bên rồi. Là bên thật ra là anh tỉnh là trưởng ban, thật ra là anh tin người đang bị con phải qua với người này đúng với nhân viên kiếp trước cái bận mệt nhiều trận lao đao lắm, nhưng mà bị rất bất cập nhiều trận lao đao mà. Anh thích cô này. Dạ. Anh cứ yêu cô này lắm. Chồng á, anh còn thích cô này không? Thấy cô nó yêu cô nó cháy bỏng. Tình yêu cháy bỏng, kiểu như ngạt thở về tình yêu của cô này anh ấy thích. Có một đứa con cái này là 21 cái này, trai gái này. Nhưng thầy, nhưng mà phải làm hết những cái gì sau thầy hướng dẫn thì mới có mình nhá. Tháng 11 là tháng cuối cùng cơ hội năm là của đời mình. Tương lai của chị con vận mạng vận hạn sau này có trụ được cái cuộc đời lắm thầy. Nửa, thầy biết không, nửa tháng vui là nửa tháng buồn, con trả tiền cho người ta xong đi cái số đỏ đi về, người ta lật lại, tao mua cái số đỏ vậy đó, con trả tiền cho anh này xong anh này lật lại, anh này là cô trả cho tôi cái ngọn, cái vần con nó cứ đảo đảo đảo,
nhưng không nợ chị một cái số đỏ này thì giữ dần thì ăn con cái rồi năm sáu trăm triệu con nợ trăm đi con trả đẹp cho chị luôn rồi con lấy cái số đỏ rồi sang tên con rồi đi lật lại cho con bằng được để kiếm chắc được ít vài chục triệu năm mươi chục triệu lại nhưng mà nó không có trả thì con nói đúng lý mất thôi bên kia con trả tiền rồi người ta cũng lật lại ở thấy con có những điều đỡ hơn tí thì lắm lật nó vài tiền là cuộc đời con nó cứ vui buồn lẫn lộn cứ nửa tháng này nửa tháng kia nó cứ xào xáo nhau nó khóc liệt vậy đó thôi coi cho con bao nhiêu bao nó mới đến cuộc đời của mình an lại nó trụ lại tiền mà mọi thứ con cái chồng con thời gian thì cũng có nhiều nghe thầy nói là lát nữa thầy sẽ kiểm tra xem là phần cái vong hồn đi theo mình nó dững dàng đến cỡ nào sau để giải cho họ để cho họ đi thì mới trụ được nha thì là phải giải cho con vừa có con tại sao là người nào thầy cũng nói nghiệp âm mắc những trần thì mọi người biết hết thầy chỉ nói những gì mình không thấy đang mắc nợ ai đang trục trặc với ai chỉ cho để trả cho họ để cho mình thanh hoạt nhá thì cái tháng vừa rồi tháng tư vừa rồi cái nhà con chồng con trên nhà gen cũng có một cái trận tan nát cho nên nhưng mà về sau cái cùng tuổi về lớn nó có như là chị là mình bảo biết được bao nhiêu không nhưng bây giờ cái hoàn mạng của chị con là về lớn nó là cũng lớn mà nó ổn định bây giờ chị phải làm mấy việc như sau thứ nhất là phải hóa giải hết phần theo này thứ hai là quan tâm đến phần âm phúc các chị phải dần lớn thì chị sẽ thoát và sang năm mới hoàn tụ được mà anh này là ở tuổi 77 là công danh sự nghiệp đang còn rực rỡ lắm là anh chồng là sẽ chỉ là năm nên mấy tuổi 56 tuổi anh đang còn hết khóa này nữa còn rực rỡ nguyên vẹn sức khỏe này giỏi không? Chuẩn bị về hôn hết khóa nhưng mà chị cũng giữ được cái chất trọn vẹn được chị con về già cuộc sống nó ổn định không? Về già thì hết cái tuổi 42 trở ra thì sẽ tốt cái tuổi năm nay 41 rồi ở bận 42 trở ra thì vất vả chút thôi sau lại tốt 33 muốn là tốt rồi hai con thì coi cho con cái của nào đặt cái của lại năm nào ổn định tiền đặt của lại à đặt của là giống như mình giữ được giữ được muốn giữ được 100% à dạ không cần nhưng mà ổn định nó ổn lại ổn định chỉ cần nghe lời thầy hướng dẫn thôi hướng dẫn mà làm nó đúng như thầy nói là sẽ giữ được nhá hai nữa là đã mang thai hai lần đúng không bỏ hai thai à hai nó chưa động trôi phải cầu siêu cho hai bạn này đấy nhá mình xin cho bạn ấy tái kiếp về nhà mình nhá đấy là số rồi trong lá số này có đại hao này năm cung con là mất hai nữ là đứa thứ ba mới động này nhá đang ngồi đợi thầy nữa nhá thầy nghĩ thầy cho con hỏi một lần nữa là làm những cái gì này là đúng cái năm ba sang năm này con chồng con cái đoàn tụ lại bên con rồi cứ nghe thầy hướng dẫn làm đúng những gì thầy nói quên luôn thì muốn có chồng có con thì quên luôn đấy không quan tâm không quan tâm cứ để sổ nợ vào trong két kẹ nó chờ cho con là cái may mắn khác đương nhiên nếu không đòi nếu không đòi người ta thì ủa vậy hả cái số con phải mất là được đòi này hả thầy ơi mất rồi quên đi rồi từ từ rồi trong tháng mới này đừng thể nhá tháng 11 có biết không đi đi chưa thắng